Nhà Quan Đấu xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ 10 giãn cách cũ thành phố Phan Thiết. Quan Đấu cũng xin ghi lại một số hình ảnh khi đi ra ngoài. Sáng hôm nay thì trên cái đoạn đường mà từ khu dân cư 19 tháng 4 của mình thì phải đi ngang qua TTC Palace này. Các bạn thấy cái khu này là cái khu nghỉ dưỡng của khách thập phương về đây. Nói chung là cái tòa này cũng xinh xắn, để bề ngoài nói chung là cái dáng dấp này nhìn thấy ok, hình như 2 sao 3 sao, chắc 2 sao. TTC Palace này ở trước một cái trục đường 19 tháng 4. Sáng hôm nay thì hình như là cái giao lộ của từ tháng 4 nối dài đến đường 19 tháng 4, thì có lẽ là cũng có một chút chặn lại. Thì cái chốt này thì vẫn là chốt cũ. Xe cứu thương các bạn thấy lúc nào cũng chạy trên những cái cung đường này. Tình hình dịch bệnh thì nói chung là Phan Thiết cũng hơi căng. Nghe nói là đi chợ rồi mang virus Covid về đó, cả nhà lây lan luôn. Chỉ nghe nói như vậy thôi. Trên cái cung đường này thì mình thấy là những cái chỗ mà vá vỏ xe, lớp xe thì thường hay mở cửa. Tại vì đi thì xe thế nào cũng phải bị sẹt, xe lớn xe nhỏ, mặc dù đi giúp nhưng mà vẫn bị thôi. Chỗ này thì có thể là mình thấy các em vác ship hàng, nhưng mà mấy anh này thấy đóng cửa. Đây là cái đầu đường của đại lộ Hùng Vương. Đây là có cái chốt của chỗ này đó các bạn. Dần đi qua đây và kiểm tra. Mấy hôm trước thì không có. Cách đây mấy ngày thì mình có đi ra ngoài nữa. Cũng mua đồ ăn cho thú cưng mà không có. Hôm nay thì là có, mình quay. Còn mấy anh nhỏ này anh hỏi rồi chú quay làm cái gì vậy? Mình mới nói là quay cho con mình ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Cho nó biết, nó thấy những ngày giãn cách cửa thành phố Phan Thiết hoặc là các bạn ở các nơi. Nhiều khi là không biết là Phan Thiết thì nó đó anh đưa tay á, anh hỏi là chú làm cái gì đó. Mình giải thích cho anh là như vậy. Các bạn bè ở xa cũng muốn có những hình ảnh ở thành phố Phan Thiết những ngày này. Ở đây bây giờ cái chốt này của Trần Cao Vân này cũng có này. Đây là cái giao lộ ngã ba Tam Biên. Đấy. Bữa nay cái đầu đường này mấy bữa mình đi vào cái đường đó, nhưng mà bữa nay mình tránh cái đường đó, mình đi thẳng qua đường Trần Hưng Đạo luôn. Mình sẽ đi thẳng qua. Đó, mình đi thẳng qua đường Trần Hưng Đạo luôn. Mình sẽ đi thẳng qua. Cái đầu đường Lê Hồng Phong, cái đầu đường này vô nhà ca sĩ Quỳnh Lợi đó các bạn. Như vậy là mình sẽ đi qua cái góc đường này. Tại vì trên cái trục lộ Trần Hưng Đạo này là nó sẽ có một cái sau lưng của trường này, thì sẽ có cái đường hẻm. Thỉnh thoảng thì cũng đi mua đồ về thôi, mua những cái đồ cần dùng. Thăng Long là tiệm đồ điện của con Diệu Lý, hồi trước là phụ huynh học sinh của mình đó. Mình có dạy con trai út của bữa nay nó lớn rồi,
Thăng Long là tiệm đồ điện của con Diệu Lý, hồi trước là phụ huynh học sinh của mình, mình có dạy con trai út, mà bữa nay nó lớn rồi, lớn rồi nó cũng chả nhìn thầy được nữa. Bây giờ là đó, chỗ Winmart này mình ghé vô mình mua sữa thử okay. Thì có không? Winmart này hồi trước là cái ngân hàng, bây giờ Winmart này anh thuê. Có đường á con à? Vậy là nó không có uống. Ngày qua chú mua ở trên chỗ phòng con Thạch, nó nói ngày nào cũng có. Vậy là để chú dập vào đó đi. Vậy là Winmart này là không có rồi. Mình sẽ lát nữa mình đi vòng qua Winmart chỗ đường phòng Thạch thôi. Là cái cổng sau cái trường đó các bạn. Ở đối diện cái này cũng có đường Võ Hữu, cái đường Võ Hữu cũng được chặn lại luôn. Như vậy bữa nay là khu phố coi như là cách khu phố với nhau luôn. Đó cái cổng sau của trường Phan Bội Châu đây các bạn. Đó nó có cái hẻm, đúng rồi, đây. Nó có cái hẻm này. Cái hẻm này sẽ băng qua nối từ Trần Hưng Đạo qua bên Lê Hồng Phong luôn. Nó mình sẽ đi qua cái hẻm này. Mình đi qua kia cũng được thôi, nhưng mà nó rất rối, phải mình thân minh, mình phải nói này nói kia, mệt lắm. Người ta cũng đi qua đường này. Mình có nhiều người né, không đi đường đó mà né qua bên đây. Không đi đường đó mà né qua bên đây. Né qua cái đường Lê Hồng Phong. Quẹo qua trái lại, em quẹo qua phải lại. Ở đây là cái mấy cái chiếc xe này là xe con cái ở các tỉnh về trốn dịch. Mình sẽ tới cái Linh Linh này, mình sẽ mua trứng cút lộn đó các bạn. Ở chỗ đó là cái nơi mà mình sản xuất trứng lộn. Rồi mình vào nha. Lần này là mình phải quay trở lại nè. Hồi nãy đi mà không có mang tiền à, bây giờ là mình phải tới lại thôi. Khổ vậy chứ, bữa nay là cái chỗ ngã ba Tam Biên là có cái chốt rồi. Bữa nay là thêm nhiều chốt lắm à, tình hình hơi căng đó. Mình đã tới hồi nãy, tới gặp ông anh mua mà không có tiền. Khổ vậy chứ. Đó, bây giờ là mình phải chạy về nhà lấy tiền rồi bây giờ đi dọn lại một lần nữa chỗ ngã ba Tam Biên này, bây giờ chốt lại rồi. Rồi thôi nha, bây giờ mình lấy đồ về. Khổ dữ. Rồi cảm ơn nha chị nha. Con đường này là con đường Lê Hồng Phong các bạn. Đây là cái vách tường của trường Phan Bội Châu. Con đường này sẽ hướng về trục lộ của Lê Dũng đây. Mình phải đi bộ à, bây giờ mình phải trở về lại đường này, trở về lại cái đường hẻm hồi nãy à, chứ cái đường kia là chốt rồi, không có đi được. Trời nắng quá các bạn ơi, coi như đi thành hai vòng luôn à. Đó, đi đến tới chỗ mất tôi tiền ra lại là không, trong túi không có đồng xu nào hết rồi. Lật đập đi à, bây giờ mình phải đi qua cái đường hẻm này thôi à, đường hẻm của bên sau lưng của trường Phan Bội Châu đây. Nhiều người ta cũng tránh đó, tránh cái chốt người ta đi đường này đó. Đó giờ mình đã đi ngược lại về trên cái trục đường Trần Hưng Đạo. Hồi trước cái này là cái quán cà phê tiếng xưa đó các bạn. Quán cà phê tiếng xưa này có nhiều chủ quá. Hôm nay cái quy chủ mới này thì mình chưa có vào đây. Hồi trước khi cái quán cà phê tiếng xưa thì mình có ngồi uống cà phê với Trần Cao Thư. Trần Cao Sư của sinh có năm của lớp mình trước về đây. Mình sẽ quay trở lại về nhà, trở về còn như mình thấy ở đây là coi như là cũng đã bị chặn lại. Bữa nay là cái tại vì từ quận tư nó cũng khác khu phố của mình ở phường phía cùng với phường phía trên. Thỉnh thoảng có những cái xe đi thôi. Con đường này cũng dễ thương.
giờ tới quán này. Tới quán này mua đỡ thôi. Nè, lấy cho anh lóc của cái Hà Lan. Sáng em đi chợ sớm chưa hả? Dạ. Ở đây em đâu có bán cà phê sữa hả? Cà phê sữa đá hả? Cái hộp á. Lấy tiền. Không mà cái đó anh không có uống được. À, bây giờ ghé qua chỗ trung tâm thì mua cà phê sữa đá à, là xong. Lấy chú hộp cà phê sữa đá không? Trời, phải có sữa kìa, chú mua sữa ở đây luôn rồi. Bây giờ phải đi mua hai chỗ luôn. Mà bữa nay con biết sao, tới ngã ba Tam Biên là coi như là rào đủ hết á. Bữa nay căng hả? Thôi, bây giờ là mình sẽ về thôi. Giống như bữa mình đã giới thiệu cái chỗ khu vực này, đường này là đường Đặng Văn Ngữ. Khu vực này bữa nay là rất sạch sẽ. Đặng Văn Ngữ giao với Trúc Khê. Trúc Khê. À, những ngày thường khu nhà nghỉ này rất đông khách, nhưng mà đây cũng có nhà bán nữa, nhà nghỉ Mỹ Hạnh này chuẩn bị đi khu vực khác rồi. Rồi tới nhà mình rồi đó các bạn đấy, nhà mình đó. Ngoài thì anh Thú Cưng Siêu Su mình đã la làng la cả làng nghe luôn. À, đến đây là mình cũng xin cầu chúc các bạn mùa Covid này ở nhà là củng cố lại sức khỏe, cùng với các nơi chúc sức khỏe các bạn, mình an, xin chào.